Thông qua công tác truyền thông, nhiều người đã quan tâm đến việc thực hiện sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã có 745 phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh, 724 trẻ được sàng lọc sơ sinh. Qua sàng lọc đã phát hiện 42 trường hợp thai nhi có dị tật và bất thường khác, thực hiện tư vấn theo dõi và chuyển tuyến điều trị 21 trường hợp, đình chỉ thai nghén 21 trường hợp, 103 trẻ mới sinh có nguy cơ bị bệnh cao được quản lý theo dõi tư vấn. Sàng lọc trước sinh và sơ sinh là giải pháp quan trọng nhằm phát hiện, can thiệp sớm bệnh tật ở thai nhi và trẻ sơ sinh, qua đó góp phần giảm tỷ lệ dị tật bẩm sinh ở trẻ, nâng cao chất lượng dân số.